sao rồi, hôm qua làm sao? Hôm qua tôi mới mua đôi giày nhảy á. Chị cũng chịu đầu tư quá ha. Trời ơi, chứ sao, tôi thích cái môn này mà. Chị học cái khóa này lâu chưa vậy? Tôi mới học à, mới học. Ê, Tuấn Dẹo, tao có này hay lắm nè. Gì đó cha? Thì mày coi đi. Công ty tư vấn tình yêu tuyển nhân viên. Có gì hay đâu. Sao không hay? Công ty này á, tuyển người không cần kinh nghiệm mà lại lương cao. Tao tính á, nếu được á thì xin vô làm bên đó rồi nghỉ đây luôn. Chứ nhảy nhót kiểu này á, tao mệt quá mà lại không có tiền bạc gì hết á. Thôi, anh có đi thì đi đi. Còn em á thì sống chết ở đây cho nó yên thân. Sao mày không đi? Chứ anh không thấy sao? Bây giờ xin việc ở đâu cũng đòi hỏi bằng cấp này bằng cấp nọ, còn em á một mảnh bằng cũng không có, ai mà dám đi. Trời ơi, dễ ẹc à. Bây giờ mình không có bằng thật á thì mình xài bằng giả, làm bằng giả rất là dễ. Thôi, cho em xin hai chữ bình yên đi. Lỡ mà xài bằng giả phát hiện ra, em biết chui đi đâu. Mày thiệt đúng là nhát như thổ đế. Vậy mà hôm trước nói nghe hay lắm. Anh tính đi đâu cho em theo với. Trời. Nhưng mà em thấy á, mấy công ty kiểu này không có khả quan. Anh mà lao đầu vào coi chừng uổng công thôi. Vậy á là mày không hề biết gì về điện rồi. Tao á có lý do của tao. Tao không làm gì á mà không tính toán cả. Vậy thì còn bà Mỹ thì sao? Anh tính xô bả luôn hả? Trời ơi, keo kiệt như bả, thân tao tôi đi, không sớm thì muộn thôi. Trời ơi, đẹp sao? Quá vậy con. Hợp ý với mẹ rồi đúng không? Ừ, mẹ thích quá. Công nhận, con trai của mẹ có mắt thẩm mỹ ghê vậy đó. Ồ, bộ này hả? Dài bữa nữa hả, mẹ gặp mấy bà bạn của mẹ, mẹ đeo lên chắc chắn mấy bà lé mắt luôn. Con biết mẹ thích á, cho nên con kiếm hoài cái bộ này nè. Ăn đứt bộ của ba tặng mẹ rồi đúng không? Con nói vậy sao được. Bộ của ba con á, mua lâu rồi. Tuy nó không có đẹp, không có sang bằng bộ này, nhưng mà nó có rất nhiều ý nghĩa với mẹ. Nếu mà ông biết mẹ không còn giữ bộ cũ nữa, không biết ba con có nhận mẹ không? Có gì đâu mà mẹ lo quá. Ba con không phải là người tệ đến mức á, đi kiểm tra từng món trang sức của vợ đâu. Mẹ cứ yên tâm đi, không sao hết. Làm sao biết trước được con? Lỡ ba con hỏi tới, mẹ không biết trả lời làm sao đây. Cậu có cách rồi. Nếu vậy á, mẹ cứ nói cái bộ trang sức này cũ quá cho nên á, mẹ đổi cái bộ trang sức này thôi. Đơn giản, đúng không? À mẹ à, con có đủ tiền để làm ăn riêng rồi đó. Con mở quán bar. Ai cho phép con sang cái quán đó? Sao lại không được hả ba? Tiền của con làm ra thì con làm thôi, chứ con đâu có làm phiền gì ba đâu mà ba cấm cản hoài vậy. Ba đã nói không là không, con nghe rõ chưa? Sao ông kỳ vậy? Ông không cho con nó tiền thì nó đã tự xoay sở. Nó đã vất vả tự lập, đáng lẽ ông phải khuyến khích, động viên nó. Sao ông còn la nó? Đâu có đơn giản như bà nghĩ vậy. Làm kinh doanh á, đâu phải muốn là làm được. Nhất là những nơi phức tạp như quán bar, vũ trường. Điều đó con làm nổi không? Tôi không muốn nó dính vô mấy cái trò đó rồi bỏ chuyện học hành. Ba, sao lúc nào ba cũng coi thường con vậy? Con chưa làm gì hết ba đã nói thất bại rồi. Chẳng lẽ ba coi thường con tới mức độ này sao ba? Tôi biết, từ trước giờ ông luôn kỳ vọng vào thằng Hiển. Thì ông phải nghĩ đi, hai đứa, đứa nào cũng là con của ông hết á. Thằng Hiển được quyền tự lập thì thằng Khanh cũng phải có quyền. Ông phải để cho nó có quyền tự lập. Không thôi nó sẽ nghĩ ông thiên vị đó. Không ai cấm nó tự lập, nhưng nó phải biết cái gì nên làm, cái gì không nên làm. Quán bar là môi trường phức tạp, bà cũng biết chuyện đó mà. Tôi sẽ đứng ra bảo đảm cho nó. Tôi sẽ giúp nó coi sóc quán. Ông thấy vậy được không? Bà, không lẽ ngay cả tôi mà ông cũng tin nữa hả? Ông nên để cho thằng Khanh làm theo ý thích của nó. Ông phải cho nó cơ hội khẳng định bản thân của nó. Tôi tin là có ngày ông sẽ thay đổi ý nghĩ của ông với nó thôi.
Bà tưởng tôi ngăn cản là vì ghét bỏ nó hay sao? Ông nói vậy không phải sao? Thôi được rồi, mẹ con bà muốn làm gì thì làm. Từ nay tôi không nhắc chuyện này nữa. Trời ơi, mẹ hay thiệt nha. Từ trước tới giờ mẹ lúc nào cũng lo sợ, mà kỳ này mẹ trấn áp được ba. Phải công nhận mẹ giỏi quá. Sống với ba con bao nhiêu năm rồi, không lẽ mẹ không hiểu được tánh ba con sao? Ông thương thằng Hiển và ông rất kỳ vọng vào nó. Nhưng bây giờ ông kêu nó đi bên phải, nó lại cố tình chống đối đi bên trái đó con. Với lại bây giờ chuyện làm ăn của nó ông lại lo lắng, thì bây giờ ông không còn nhớ gì để bắt bẻ ai hết đó con. Con phục mẹ quá. Bây giờ con có thể làm bất cứ gì theo ý của con. Con phải biết tận dụng cơ hội này, qua mặt thằng Hiển cho mẹ. Mẹ con mình có nắm được tài sản nhà này hay không là phải trông chờ vô con hết á. Mẹ không phải muốn thâu tóm mọi thứ, mà mẹ muốn thằng đó vĩnh viễn không bao giờ trở lại căn nhà này. Cứ nhìn thấy mặt nó là mẹ lồn hết ruột lên à. Mẹ đúng là khẩu Phật tâm xà. Từ trước tới giờ ba con cứ nghĩ mẹ là người mẹ kế tốt nhất thế gian này. Nhưng đâu có ngờ ba con mà nghe được những lời mẹ vừa nói chắc bà sốc lắm ha. Sống ở đời này mà con, cái gì mình cũng phải chơi chiêu hết đó. Làm sao mà lôi hết ruột gan mình ra cho người ta coi được, mình phải giấu lại chứ, đúng không con? Khanh, làm gì ngáp hoài vậy? Bộ con thiếu ngủ hả? Con buồn ngủ. Đi chơi cho dữ vậy? Đêm không chịu ngủ gì hết trơn à? Không ngờ có ngày anh em mình được đăng báo luôn nè. Anh ba, anh ba, anh em mình được đăng báo nè. Ủa, đấy chưa, báo mới ra hôm nay luôn nha. Trời, đăng báo hả? Nè, chết cha rồi, chết cha rồi. Ủa gì mà chết cha vậy? Trời ơi, sao chụp hình tao đẹp trai dữ vậy? Làm hết hồn mà. Trời ơi, đẹp quá. Em đẹp trai nhất luôn á. Tao đẹp hơn nó. Em đẹp hơn. Tao đẹp hơn. Cái gì vậy? Tao đẹp. Ai? Hai anh em làm gì ai đẹp ai đẹp là sao? Đó. Đăng báo luôn nè, thấy không? Quá đẹp luôn. Bơ vụ em giúp người giúp đời á, đăng báo nữa. Tụi bay biết hai thằng bay thấy ghê lắm không? Còn đẹp đẽ gì? Ai cho tụi bay chụp hình? Ai cho? Tao đã dặn rồi, nghề mình là cái nghề lương gạt. Bữa đó hên may mắn bắt được mấy thằng cướp, lãnh thưởng được khen là được rồi, còn quay lại chụp hình nữa. Mày chụp kiểu này nè, mày nhìn đi, mày giấu được ai nữa? Ủa sao vậy? Còn in hình chỉ chỗ cho người ta tìm nữa. Tụi bay thiệt mà. Cái gì muốn làm thì phải hỏi tao, nghe chưa? Nghe chưa? Dạ em biết rồi. Đâu phải tại em đâu, tại anh hai bữa lên công an phường rồi tự mình nhận là hiệp sĩ SBC. Đúng rồi, tại anh hai nhận là SBC chứ bộ, người ta mới chụp hình thì bắt cướp. Cái từ SBC là săn bắt cướp thì nhận thôi. À bây giờ ai kêu mày chụp hình, mày nhận là mày bắt cướp là được rồi. Bây giờ bỏ chuyện đó quan bệnh đi. Bây giờ em đang lo nè. Em đang lo là tụi mình bây giờ hết tiền, thì bà chủ quán cơm đó không biết còn cho tụi mình ăn thiếu không. Thôi đừng có lo cho nó nữa. Miếng ăn tụi bay để tôi lo. Để vậy, tôi tính. Vậy đi. Lỡ bóng cho thiếu nữa lấy tiền đâu ăn cơm. Rồi anh có cơm ăn rồi. Ủa cơm đâu ra vậy? Bình tĩnh. Đâu ra vậy? Đây, công ty tư vấn tình yêu cần tuyển ba vệ sĩ, mặt mày sao cũng được, tuổi tác không cần thiết. Được rồi,
dư chỗ cho ba anh em mình. Làm vệ sĩ là làm gì? Vệ sĩ có nghĩa là bảo vệ đó. Có nghĩa là mình phải vệ sinh cho bác sĩ. Ngu. Mày cứ quýnh nó hoài. Tao đang rối. Nó khờ khạo, nó nói vậy là đúng rồi. Bảo vệ cho người ta chứ bác sĩ nào kêu mày. Làm vệ sĩ là bảo vệ. Bảo vệ cho nghệ sĩ đó. À, biết chưa? À, bảo vệ cho nghệ sĩ. Rồi thí dụ em không biết chữ, người ta có nhận em không? Không cần thiết. Mày biết võ là được rồi. Đó. Còn tao không có võ. Nhưng nhờ cái đầu. Vậy là anh ba với anh hai được nhận rồi. Vậy còn em có được nhận luôn không? Dạ. Mày có võ, tao có cái đầu. Nó không võ, cái đầu nó cũng yếu kém. Thôi được rồi. Dạ. Anh sẽ nói với công ty. Dạ. Cũng nhận mày luôn. Dạ. Mày vô trọng mày ngồi, mày ăn cho tao thôi. Vậy là vô trọng được ăn không chứ không có làm gì hết. Mày sao mày đánh hoài vậy? Vào đi. Ông Hiển. Hả? Cái việc tuyển vệ sĩ bảo vệ cho các nhân viên nữ xúc tiến tới đâu rồi? Thì cũng có vài hồ sơ đây nè. Nhưng mà tôi thấy chưa thích hợp nên tôi không có gọi phỏng vấn thôi. Chỉ cần lo xong nhân sự của khâu này nữa, mình có thể ký hợp đồng với khách hàng được rồi. Tất cả hợp đồng và các điều khoản tôi cũng đã chuẩn bị xong hết rồi. Bây giờ chỉ cần chờ có khách hàng nữa là mình xúc tiến thôi. Alo. Dạ thưa giám đốc, có 3 người xin làm vệ sĩ đang chờ ở dưới ạ. Vậy hả? Mời họ lên phòng tôi. Dạ. Chuyện gì vậy? Mời vào. Dạ chào. Chào anh. Đi vô. Hả? Em tự giới thiệu, em tên Lân. Còn đây là... Mày lấy mắt kiến ra. Hả? Vô đây mà mắt kiến làm cái gì? Có thấy gì đâu. Xui đèo lấy đi xuống. Cho bị chửi. Cho nó ngầu. Nến. Tôi đang nó xin. Dạ em tên Lân. Thằng này tên Lãm. Còn thằng này tên La. Ba anh em ruột sống chung một nhà. Dạ. Hàng xóm thường gọi ba thằng em là ba chàng Ngữ Lâm. Vì ba thằng em làm nhiều chuyện tốt không hà. Muốn xin vào công ty anh chị làm việc, mong anh chị chiếu cố. Đúng. Hả? Trước giờ các anh đã từng làm vệ sĩ bao giờ chưa? Nói chung là từ trước tới giờ chưa làm công ty nào hết. Nhưng tụi em có biệt tài bắt cướp. Bắt cướp hả? Dạ, nói chung là tuần rồi có bài báo đăng tụi em đó, là cái vụ đó đó. Vậy chắc là các anh bắt nhiều cướp lắm hả? Đúng. Hả? Từ từ. Nói chung là nhiều không biết bao nhiêu mà đếm. Chứ báo nào cũng đăng hết á. Ồ, vậy hả? Có báo đăng nữa hả? Dạ, báo đăng nhiều. Dạ. Vậy là chắc mấy anh có nhiều biệt tài lắm hả? Cho tôi coi dạ. Đi. Dạ. Võ hả? Thằng này võ nghệ đai đen. À, giỏi võ mới bắt cướp được ha. Vậy anh có thể biểu diễn một vài động tác được không? À, làm một chiêu cho giám đốc xem. Làm đi. Coi đó nè, nó dữ lắm. Trời, cái gì vậy? Mày điên. Mày điên rồi. Tao kêu mày giận công múa võ chứ đâu kêu mày đánh nó. Thằng nhỏ vậy mà mày đánh nó hoài làm sao nó chịu nổi hả? Anh có sao không? Không có sao. Em quen rồi. Thôi nè, hành động gì cho người ta thấy mình có nghề đi. Dạ. Khí công, dẫn công gì lên. Nó giỏi dữ lắm. Đó. Chào tao làm chi? Tao với mày quen quá. Cái gì vậy? Ê, nội. Trời ơi, giỏi gì kỳ vậy? Giỏi phá hoại. Tao kêu mày dẫn khí công, mày phá đồ người ta. Xin lỗi chút em mua em đền cho. Cái này nó gãy sẵn rồi không sao đâu. Vậy hả? Trời ơi. Thôi nha.
bữa nào có sân trống. Sếp kêu nó muối dài được quyền cho sếp xem. Ở đây chật quá, sợ nó giận cái nó đá cái đồ đạc banh hết á. À, nói chung là sở trường của anh thì tôi cũng biết sơ sơ rồi ha. Yeah. Còn anh này, sở trường của anh là gì? Vô đây. Nè, nói chuyện đàng hoàng. Chuyện đàng hoàng với giám đốc nha. Nó nói chuyện đàng hoàng lắm, giám đốc nghe nè. Anh có sở trường gì không? Nói cho tôi biết đi. Dạ, em không học ở sở mà cũng không học ở trường. Ủa, vậy chứ anh học ở đâu? Dạ, em vô học. Trời ơi. Mày đánh nó hoài. Đứng lên. Đứng ra ngoài sao? Tới tao. Dạ, nói chung là tao bị thấy chưa? Thưa anh chị, là tụi em khổ từ nhỏ đến lâu, cho nên không có cho đi học. Nó bị mù chữ, nhưng tấm lòng nó tốt. Dạ, xin anh chị chiếu cố cho ba đứa em. Thấy hai anh thì cũng là yêu cầu của công ty đưa ra. Nhưng mà còn có anh kia thì có khuyết điểm như vậy thì chắc là công ty không nhận không đâu. Không có. Em của em là nó khờ khờ, nhưng mà nó chất khoát, thật thà, không có gian. Anh giao nhiệm vụ cho nó làm, có trách nhiệm là không có gian. Thôi được rồi, anh bình tĩnh, Tại vì cái sở trường của ảnh lạ quá, với lại không đặt yêu cầu thì chắc là nhận hai anh thôi. Còn anh kia thì không có nhận, tại anh có khuyết điểm vậy rồi thì không có nhận được. Dạ, thưa anh, ba anh em sống chung từ nhỏ đến lớn, bây giờ hai anh em mà làm bỏ nó một mình, tụi em không đành đâu. Nếu vậy thì thôi, xin phép anh chị, em tìm công ty khác. Chào anh chị. Đi. Anh hai. Đi nhận đi. Khoan đã. Đợi tôi một chút. Hiển à, tôi thấy ba anh em họ thương nhau vậy đó, chắc cũng là người thật thà. Mà chỉ cần là bảo vệ cho các nhân viên nữ thôi. Còn vấn đề giao tiếp á, thì cũng không có quan trọng lắm. Về nghiệp vụ á, thì có gì công ty mình huấn luyện thêm cũng được mà, đâu có vấn đề gì đâu hả? Thôi được rồi, công ty chúng tôi sẽ nhận ba người vào làm, nhưng với điều kiện là sẽ thử việc 2 tuần. Các anh thấy sao? Dạ, cảm ơn anh. Dạ, cảm ơn anh. Dạ, bắt đầu từ ngày hôm nay luôn anh. Thôi ngày mai tới đi ha. Bây giờ tôi muốn lấy lại bình tĩnh. Dạ. Ba anh em chúng tôi cảm ơn anh, cảm ơn anh chị rất không nhiều. Có chi. Dạ. Các anh có thể về được rồi. Dạ, cảm ơn anh. Tôi về. Dạ, thưa anh em về. Được rồi, chị em về. Rồi. Dạ, mai em lại làm việc nha. Dạ, anh về. Cảm ơn chị. Cho anh bắt tay chị cái. Dạ. Chị tốt quá. Dạ, được rồi, anh cảm ơn anh. Dạ, được rồi. Chị tốt quá. Tôi thấy cũng tội cho ba anh em họ quá. Tuy họ vậy nhưng mà họ thật thà, đúng không? Ừ. Vậy là vấn đề bảo vệ coi như xong. Chào mấy em. Dạ chào anh. Anh Lân. Em hỏi anh. Anh Lân. Em là Xuyến. Anh Lân. Em tên Liên. Anh Lân. Em là Lan Phương. Dạ em là Lan Phương. Anh là phó giám đốc hả? Anh, xong rồi. Dạ, chào phó giám đốc. Chào các bạn. Đây là các nhân viên của công ty chúng ta. Còn đây là anh Lân. Anh Lân là đội trưởng đội giám sát, sẽ bảo vệ cho tất cả các bạn. Khi thực hiện hợp đồng, công ty sẽ gửi cho các bạn mỗi người một cái điện thoại. Khi có chuyện đột xuất hay là bất trắc gì thì các bạn cứ gọi cho anh Lân. Anh Lân sẽ kịp thời đến giải cứu cho tất cả các bạn. Còn khi mà thực hiện hợp đồng mà mang tính chất nhạy cảm thì anh Lân sẽ phân công cho một người đi theo giám sát tất cả các bạn ha. Vậy thì các bạn yên tâm ha. Đi. Ê,
Em khỏe chứ? Đúng là trái đất tròn, mới gặp hồi nãy, bây giờ gặp nữa. Đi về đâu? Anh có thể đưa hai em về chung được không? Dạ, chào anh. Bữa nay tao dạy mày võ để mày ra đời mày mà chống trả người ta, để người ta đừng ăn hiếp mình. Dạ biết rồi. Mình là bảo vệ phải biết võ, tập khuỵu xuống. Mày ê có dạ biết khuỵu xuống với cúi xuống khác nhau chỗ nào không? Khuỵu là sao? Khuỵu xuống, chừng vàng ra này. Rộng quá rồi, khép lại. Khép lỗ rồi, dịch cái chân qua bên trái. Giật cái chân qua trái. Qua bên trái. Thì trái. Ây da. Mày có biết bên nào là bên trái, bên nào là bên phải không? Nè, hai bàn tay nè, bên nào bên trái? Bên này bên trái. Bên này đúng không? Bên này bên phải. Bên này bên phải. Hiểu chưa? Hiểu rồi. Rồi lại. Dịch chân qua trái. Dịch chân qua trái. Mày có biết bên nào là bên trái, bên nào là bên phải không? Bên nào bên trái, bên nào bên phải? Thì bên này bên trái. Bên này bên này. Bên này bên phải. Vậy trái đúng không? Đúng phải rồi. Bên này đúng không? Dịch qua trái là bên nào? Thì qua bên này. Ây da. Anh hai, ủa anh ba đứng ngược chiều với em rồi. Xin lỗi. Đúng rồi, thấy chưa? Quýnh tao hoài. Nè, chân ngang dài. Quay xuống. Gặp đối thủ lạ lên. Quá. Wow. Đau bụng hả? Không phải đau bụng, đôi bụng. Lạ lớn lên. Muốn nhìn đói luôn không? Lạ lên. Quá. À. Lạ lạ. Không để tao nghỉ ngơi gì hết trơn hết trời. Ồn quá. Giờ này giờ tao võ tụi bay hả? Thằng này ngu dạy không hiểu. Có mặt anh ở đây không có đánh em. Biết rồi. Nó đã vậy rồi mày còn đánh nó nữa. Những cái gì ngu là nó gánh hết rồi. Mày khôn quá nó mới vậy đó. Đánh. Nói dạy thôi. Học võ làm cái gì? Ai kêu dạy võ nó giờ này? Dạy võ để cho nó tự vệ. Chứ ngu không biết võ bị nó quýnh. Dẹp. Không có dạy võ học võ gì hết á. Bây giờ ra đời không cần phải sử dụng võ thuật. Mày có võ mà nó có cây dao cũng thua hả? Dạy võ làm cái gì? Để tao dạy nó. Không cần học nữa. Dạ. Anh hai nói cho cưng biết. Dạ. Bây giờ mình ra đời, mình sống, mình thắng người ta là nhờ cái này. Dạ. Hiểu không? Xạo mày mà hiểu gì. Trời ơi, tao giết mày chết bây giờ. Mày cứ đánh trên đầu nó hoài. Đã cái đầu nó kém thông minh, đánh trên đầu nó hoài ha. Để từ từ tao dạy nó hiểu. Anh hai nói vậy, cưng có hiểu không? Ra đời mình sử dụng cái này mới thắng người ta. Dạ hiểu không? Rồi. Ra đời là cần phải có tóc. Mày ngu. Sao anh hai quýnh em? Đừng đánh đầu em. Mày nghĩ coi tao đánh vậy nó vừa không? Tao nói chậm chậm cho nó nghe, nó hiểu mà nó nói đầu nó có tóc. Tóc ở đâu mà tóc? Cái đầu đâu có cần phải để cho mọc tóc. Cần cái gì? Cái đầu. Vô nó coi. Ha. Ý anh hai nói là anh hai cần có cái đầu. Còn anh ba thì có cái này. Vậy còn em có cái gì? Mày có cái này nè. Vô nó coi đi. Ủa vậy rốt cuộc nó là cái gì? Ông Hiển. Ừ? Sao từ bữa giờ cũng không có khách nào tới hết trơn vậy? Bà cứ từ từ đi. Tôi không tin là công ty cho thuê người yêu của mình bị ế đâu. Phải có thời gian để mọi người làm quen với công ty của mình chứ. Mà tôi thấy. Thấy cái gì?
Trời ơi. Ui da. Làm cái gì vậy? Mày biết chữ đâu mà mày coi? Em coi hình mà. Anh hai có khách, có khách. Chờ một chút. Tôi muốn tìm gặp giám đốc của các anh. Tôi nói anh chờ một chút. Gặp giám đốc kìa. Đi vô luôn rồi kìa. Công ty gì mà làm việc vô phép vô tắc vậy? Tôi mà là giám đốc, tôi đuổi các anh từ lâu rồi. Gặp giám đốc. À, xin lỗi, anh cần gặp giám đốc à? Đúng. À, có chuyện gì không anh? Có việc mới gặp, không có rảnh đâu, tới đi chơi. Dạ, anh chờ chút nha. Alo. Dạ, giám đốc hả? Có người muốn gặp giám đốc, bàn công chuyện làm ăn. Ủa, vậy hả? Ờ, được rồi, mời lên phòng đi. Dạ. Gì vậy? Có khách lớn. Ủa, hình khách như hả? Tới ký hợp đồng đó. Mời lên lầu 2, phòng bên trái. Cảm ơn. Wow. À. Đi ra. Ôi da. Không biết chữ mà coi hoài. Học biết bao nhiêu lâu mới coi được á. Cái hình này nó đẹp. Thôi mệt quá, không phải hình mày, đừng coi. Mời vào. Dạ. Dạ, mời anh ngồi. Công ty nhìn cũng được. Không đến nỗi nào. Qua nhiều thông tin, tôi biết tới công ty của anh chị nên tìm tới đây. Dạ. Chẳng hay anh có nhu cầu gì, chúng tôi có thể giúp gì được cho anh. Ê, có gì đâu. Tôi đọc hồ sơ xin việc làm thôi mà. À. 29 tuổi. Làm nghề tự do hả? Ừ. Cho tôi hỏi, tại sao anh lại xin vào công ty của chúng tôi? Có gì đâu, tôi thấy ý tưởng của công ty anh chị rất là lạ. Mà cái gì lạ là tôi thích. Bởi vì tôi không thích một cuộc sống đơn điệu, nhàm chán, tẻ nhạt. Vậy theo anh, những khách hàng là nữ á, họ sẽ cần những gì theo những nhà tư vấn như anh? Tôi nghĩ nếu là độ tuổi trung niên thì họ cần tôi chia sẻ buồn vui. Còn nếu như là ở độ tuổi 20, trẻ trung sôi nổi thì họ cần một bạch mã hoàng tử như tôi đưa đón họ mỗi ngày. Cùng họ trò chuyện, uống cà phê, xem phim, tán gẫu với nhau mỗi ngày. Nhưng mà dù là trường hợp nào thì tôi cũng rất rành về tâm lý phụ nữ. Nên hai người đừng có lo, không có ứng cử viên nào mà qua được tôi đâu. Tôi rất tự tin về điều đó. Cái này phải đọc nè. Đó, không phải. Xấu quá. Cảm ơn nha. Đi à. Dạ, xong rồi. Xong rồi. Hồi nãy có gì sơ sót, xin anh bỏ qua cho. Thôi có gì đâu. Dạ. Anh làm việc xong rồi hả? Xong rồi, mới xin việc xong. Đi nha. Dạ. Nó cũng xin việc như mình thôi. Vậy mà hồi nãy nó lớn tiếng với tao. Đâu có đâu, em đâu có làm gì anh đâu, sao anh chửi em? Tao không có nói mày. Chứ anh nói ai? Tao nói thằng đó đó.
Dạ anh, em đâu có làm gì anh đâu mà anh chỉ em. Nói này làm gì? Tin việc hả? Dạ dạ đúng rồi anh. Vô đi, lầu 2 để trái. Nhưng mà phòng máy anh. Lầu 2 để trái. Anh bảo vệ mạnh khó quá. Coi cái hình của con nhỏ mới quen cũng không xong với mấy đứa này nữa. Nói nè. Từ trước tới giờ anh Hải đã từng làm việc qua công ty tư vấn nào chưa? Dạ thưa anh, em biết công ty mình đang tuyển nhân viên không cần kinh nghiệm, cho nên là em muốn thử sức coi sao. Thú thật với anh, em cũng có lý do là em muốn có thêm thu nhập để mà trang trải việc học ở trường. Vậy Hải có biết công việc của nhân viên tư vấn là sẽ làm cái gì không? Trước khi tới công ty thì em cũng biết là tiêu chí hoạt động của công ty. Em biết là công ty mình chuyên tư vấn và cho thuê người yêu. Bởi vậy khi là nhân viên tư vấn thì em phải chia sẻ với khách hàng những vướng mắc của họ và giúp họ giải quyết những vấn đề khó khăn. Vậy nếu có một cô gái nhờ Hải đóng vai người yêu thì bạn sẽ làm gì? Dạ em... À, em sẽ đóng trọn vai bạn trai của cô gái đó. Nhưng Hải nên nhớ, ranh giới tình cảm của hai người khác giới là rất mong manh. Hải sẽ làm gì? Liệu Hải có thể điều khiển được tình cảm của mình không? À, em nghĩ là mình có thể làm được. Vì ngay từ lúc xuất phát á, em chỉ biết họ là khách hàng và sẽ tận tâm giúp đỡ cho họ với những điều khoản đã ký trong hợp đồng. Ok, tôi sẽ để Hải thử sức qua công việc này. Dạ, em cảm ơn anh nhiều lắm. Dạ, em cảm ơn anh. Em làm gì vậy? Em không có ý đâu. Sao em cứ tấy máy đồ đạc của người khác vậy? Em chỉ định xem thôi. Em không có ý. Nó... Từ nãy về sau chị không muốn em đụng vào đồ đạc của chị nữa. Em nghe rõ chưa? Hả? Có chuyện gì vậy hả Phương? Có chuyện gì vậy Phương? Phương đã nói là Phương không cố ý. Vậy mà chỉ còn hình xong rồi nè Hoài Anh. Cảm ơn Xúy nhiều. Bao nhiêu tiền để Hoài Anh trả cho? Trời ơi, tiền bạc cái gì, tụi mình là chị em một nhà mà.
bộ bức hình này với hoài anh quan trọng lắm hả? Phương, nó không cố ý đâu. Hoài anh đừng giận nó nha. Xuyên cũng giống như mọi người, thấy tôi khó chịu, thấy tôi nhỏ nhen lắm phải không? Không, Xuyên không có nghĩ vậy. Nhưng mà Xuyên nghĩ á, là Hoài Anh đang cố tạo cho mình một bức tường để ngăn cách mình với người khác đó. Tôi thấy ai cũng có bí mật riêng hết á, mà đã là bí mật thì nên giữ cho riêng mình. Tốt nhất là mạnh ai nấy sống, đừng tìm hiểu chuyện của người khác để làm gì cho mất thời gian. Vậy là nguyên ngày hôm nay chẳng có người khách nào đến nữa hả? Cứ cái tình hình này á thì không biết tiền ở đâu ra mà trả nhân viên nữa. Tôi không tin là mình đi sai hướng, nhưng chắc có lẽ mình phải cần thêm một thời gian nữa để mọi người biết về dịch vụ của công ty mình. Hy vọng là thời gian sắp tới mọi chuyện sẽ khởi sắc hơn, chứ cứ dày hoài chắc chết quá. Thôi trễ lắm rồi, bà về đi. Uống cà phê đã. Thôi về đây. Chào anh. Dạ, chúng tôi có thể giúp gì cho anh ạ? Tôi cần một cô người yêu gấp. Con nghe nè má, má khỏe không má? Tuần hả? Còn khỏe không? Sao lâu quá bay không về thăm má vậy? Tại lúc này con bận nhiều việc quá má ơi. Má để cho con xong xuôi công chuyện hết rồi, từ từ con sắp xếp về thăm má nha má. Còn với cái lo làm không à? À, hay là có cái đứa con gái nào ở thành phố rồi ở trển luôn phải không? Không phải gì đâu má ơi, con bận nhiều việc thiệt mà má. Má đừng có buồn con nghe. Nhiều lúc á con cũng muốn về thăm má lắm, nhưng mà má cứ ép con cưới bé Hai hoài nên con... Ê, nhanh dùm. Nhanh đi. Rồi bay định ở trển lánh nạn luôn phải không? Má nói cho mà biết á, con gái thành phố không có tốt bằng con gái ở quê mình đâu. Má đã quyết định cưới con bé Hai cho con rồi đó. Má à, chuyện cưới vợ má để từ từ đi rồi tính má. Má thì không hiểu nổi con rồi nha. Con bé Hai nó có gì không tốt mà con cứ hẹn lần hẹn lựa hoài vậy. Má đã sắp xếp hết rồi đó nha, cuối tuần này con phải về nha. Để cho bàn chuyện cưới hỏi hai bên nha. Má chỉ chọn nó làm con dâu thôi, má không có chọn con gái thành phố gì hết trơn á. Con tuần này con bận quá, con về không có được má ạ. Má nói rồi đó, cuối tuần sắp xếp về nghe con. Rồi. Má nghe con nói đó. Vậy là má anh muốn anh về quê cưới bé Hai, nhưng mà sao anh không chịu vậy? Trời ơi, trời đất à, bé Hai à, em đang làm cái trò gì vậy? Em làm cho anh bất ngờ mà. Anh đi đâu vậy? Sao anh cứ tránh mặt em hoài vậy? Má anh nói là đợi em đủ 18 tuổi là hai đứa mình cưới nhau đó.
Bé Hai, má anh đó. Thật ra chỉ nói giỡn với em thôi à, em đừng có tưởng thiệt nha. Không có, má anh nói thiệt đó. Nhưng mà anh không có thích em đâu. Thôi, chỉ cần em thích anh là đủ rồi ha. Em không có hiểu biết gì hết trơn. Thôi mà anh không được đi nha. Anh phải trả lời cho em biết là anh có chịu cưới em không. Không có cưới xin gì hết trơn á. Không, anh phải trả lời cho em biết anh có cưới em không. Anh đã nói rồi không có cưới xin gì hết á. Anh không cưới em không cho anh đi. Có cưới em không? Em buông tay ra đi, anh trễ giờ học tới nơi rồi. Không có trễ gì hết á, anh trả lời cho em đi. Bây giờ anh hỏi em lần cuối nè, em có chịu buông tay ra không? Không. Anh Tuấn ơi. Anh Tuấn. Thì ra là anh không chịu bé Hai. Bởi vậy nên tôi mới tìm cách lẩn tránh đến tận bây giờ đó. Nhưng mà má tôi cứ hối thúc tôi hoài. Cuối tuần này nè, má tôi bắt tôi phải về quê để gặp mặt gia đình bên đó. Thiệt tôi rối quá, tôi không biết phải tính sao nữa.